Tại giải đấu diễn ra ở thành phố Gachina, Vũ Thị Trang đã thể hiện phong độ ổn định. Dù đối thủ trong trận đấu cuối cùng là hạt giống số 2 Stratford, Mỹ, cô vẫn thi đấu áp đảo và giành chiến thắng sau 2 set với cùng tỷ số 21-14. Vô địch đơn nữ, Vũ Thị Trang nhận phần thưởng 1.500 đô la, trong khi đó Nguyễn Tiến Minh giành 1.200 đô la cho vị trí Á quân nội dung đơn nam.